xin chào tất cả các anh chị em nhà mình. Ok, chị chào Kiều Phượng, chào tình yêu. Cảm ơn em. Xin chào các cô chú anh chị em xem livestream ạ. Ok, cảm ơn Kiều Phượng. Và chị Thu chào Phượng và chào tất cả quý cô chú anh chị em trong live ngày hôm nay. Theo như là Thu đã thông báo với tất cả quý cô chú anh chị là khung giờ livestream của Thu là 21 giờ hàng ngày. Tuy nhiên cũng có hôm là vì công việc hoặc là công việc nhà hoặc công việc của cộng đồng là em Thu có thể là bận không lên được. Thì em xin Thu cũng xin phép là nghỉ. Nhưng mà nếu không bận là cái khung giờ chính của em là 21 giờ hàng ngày nhé các anh chị nhé. Vâng, cảm ơn chị, cảm ơn Kiều Phượng rất là nhiều, tag tên những bạn vào livestream của chị. Cảm ơn tình yêu nhé. Và trong livestream có những anh chị em thực sự cũng biết đến Thu rồi, nhưng có anh chị em chưa biết đến Thu. Thì Thu cũng giới thiệu trong 30 giây một chút nhé. Thu tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu, Thu đến từ Hưng Yên. Thu sinh năm 1981, hiện tại Thu và gia đình đã và đang trở thành đồng sở hữu công nghệ của Ulisky. Và đang hiện tại Thu đang làm ký làm đối tác với công ty QSWC. Thì trong quá trình hơn 3 năm qua, Thu cũng giúp rất nhiều quý cô chú anh chị. Và qua đây Thu cũng cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em đã tin tưởng vào Thu, tin tưởng vào công nghệ này, tin tưởng vào nhà khoa học, tin tưởng vào một tổ chức khoa học để chúng ta nắm giữ cái tài sản cho riêng mình và gia đình mình nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị em nhà mình rất nhiều. À, thế nên là cô chú đã có một cái sự gọi hạnh phúc bền vững đến giờ này vẫn là rất là hạnh phúc. Và chúc mừng cho chú Thắng là cả gia đình có cổ phần của công nghệ Ulisky. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị em nhà mình rất là nhiều ạ. Giới Nhiễn Văn xếp của các em vào xem chị Thu ơi. Chị Thu anh ơi, ok. Ở đây chúng ta không phải là ai là sếp của ai đâu, chúng ta chỉ là người đi trước hoặc người đi sau. Và giới thiệu với các anh chị, em Hoa vừa nói chuyện với anh Giới và em Thu, cả anh Minh nữa, ba anh em rủ nhau đi ra để tìm hiểu cơ hội. Và lúc đó là ba anh em cùng quyết định là tài trợ, nhưng mà không ai chia sẻ cho ai. Đấy, cơ hội lại không ai chia sẻ cho ai, mỗi người tìm hiểu một chỗ. Và cuối cùng cùng một ngày đi, nhưng hôm đó em Thu là lúc đó cũng chưa nghĩ là mình phát triển với cái cơ hội này đâu. Lúc đó không nghĩ là phát triển với cái cơ hội này. Lúc đó em Thu chỉ nghĩ là thôi tài trợ vào đây. Đó, ví dụ cái gói này 5.000 cổ phần đấy. 500.000 cổ phần. Gói 5.000 đô sở hữu được 500.000 cổ phần. Thì 500.000 cổ phần này mình trong tương lai mình ví dụ mình có nợ thì mình trả hết nợ một chút, xong ví dụ còn 400.000 cổ phần thì lúc đó là mình đó một cái tài sản 1 đô trên 1 cổ phần, mình đã có 400.000 đô rồi. Thế thì 400.000 đô với cái giá đô tầm 23 đô thì mình cũng có rất là nhiều tiền rồi, cho nên là cái nghề truyền thống của mình cũng không thể lại được. Chỉ nghĩ thế thôi, cũng không nghĩ phát triển như ngày hôm nay đâu, không nghĩ ký làm đối tác để giúp cộng đồng như ngày hôm nay đâu các anh chị ạ. Thế thì khi hiểu ra giá trị thì ai cũng như em Thu thôi các anh chị nhá. Ai cũng như em Thu thôi ạ. Cảm ơn cháu Thu, chú hơi ngu tí. Trời ơi, sao lại bảo ngu chú? Các con các cháu đang sách dép học chú đấy ạ. Các con các cháu đang sách dép học chú, làm sao được tuổi minh mẫn như chú mà có cái sự gọi là có cái tư duy và có cái sự tìm tòi học hỏi như chú thì cực kỳ hiếm đấy ạ, không có nhiều đâu ạ. Nên chú phải tự hào về điều đó chứ. Và ông Mohammed, ông có nói rằng đừng tự đánh giá thấp chính bản thân mình. Đó. Phụ nữ chúng cháu cũng thế, không bao giờ chúng cháu muốn đánh giá thấp bản thân mình, phải nâng cấp bản thân mỗi ngày là như vậy đấy chú ạ. Đấy, phải mình đánh giá của mình trước, đúng không? Chị chào em gái xinh đẹp nhiều năng lượng nha. Vâng, em chào chị Trần Hương. Ok, xin chào tất cả các anh chị em nhà mình. Chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa cơ hội này cùng em Thu nhé. Hãy chia sẻ và tắt tên những người bạn vào livestream của em Thu. Để đâu đó là từ một cái livestream của em Thu sẽ giúp rất nhiều các anh chị em nhà mình đấy ạ. Thì qua cái phần giao lưu một chút thì em cũng muốn tiếp theo cái phần về cái phần chính, đó chính là gì ạ? Mục tiêu sống của chúng ta, đúng không ạ? Mục tiêu sống. Thì ở đây chúng ta có rất nhiều mục tiêu sống các anh chị nhé. Mục tiêu là hạnh phúc, là mục tiêu đầu tiên phải mục tiêu sức khỏe, đúng không ạ? Mục tiêu sức khỏe, sau đó là đến cái gì ạ? Mục tiêu là
chúng ta phải gì, có một gia đình hạnh phúc, đúng không ạ? Thế thì và mục tiêu có, chúng ta phải có những cái đó, thì chúng ta cần phải có nữa, đó chính là mục tiêu về tài chính. Thì chúng ta có sức khỏe này, chúng ta có gia đình hạnh phúc này, thì chúng ta phải cần có cả tài chính, thì chúng ta mới những cái sức khỏe và cái gia đình hạnh phúc đó nó mới bền lâu được, đúng không anh chị? Thì khi chúng ta muốn điều gì đó mà chúng ta chỉ nghĩ trong đầu không, thì chúng ta có thể một lúc nào đó chúng ta có thể mệt mỏi, chúng ta có thể là quên, đúng không ạ? Thì mãi cái gì đó chúng ta có thể là quên. Nhưng theo em, các anh chị ạ, cái viết mục tiêu ra giấy, viết mục tiêu ra, đọc mỗi ngày ra sổ hoặc ra giấy thì chúng ta sẽ nhớ hơn. Và mỗi ngày đọc ít nhất 1 đến 2 lần thì chúng ta sẽ nhắc đi nhắc lại cho chính bản thân mình là mục tiêu sống của mình là gì, đúng không ạ? Sức khỏe phải như thế nào? Khỏe phải mức độ khỏe như thế nào? Và gia đình hạnh phúc như thế nào mới là hạnh phúc? Và tự do tài chính như thế nào là tự do tài chính? Và chúng ta cần hiểu rõ cái điều đó các anh chị nhé. Thì bản thân em Thu ở đây em không nói đúng ai là đúng là sai, không phải là em lên đây mà em dạy dỗ ai đâu. Tất cả em Thu và các anh chị cô chú ở đây, từ cái comment của quý cô chú anh chị tích cực hoặc có cái điều gì đó khác với cái suy nghĩ của em Thu, đâu đó có thể là em Thu lại học từ các comment của quý cô chú anh chị nhà mình. Bởi vậy cho nên là em luôn luôn học hỏi, cũng như em vừa giới thiệu với các anh chị là chú Thắng ạ, chú lớn tuổi rồi nhưng chú liên tục học hỏi các anh chị ạ. Chú không phân biệt cái con bé này không bằng tuổi con tao, điều gì tao phải học mày, đúng không ạ? Có những người cái tôi rất là cao là họ luôn luôn nghĩ thế đấy, nhưng mà riêng chú Thắng lại không thế. Có cái gì cái chú lại alo, nhắn tin mà cảm thấy là Thu bận, Thu chưa xếp được tin nhắn thì chú có thể chú lại alo ngay. Thì chú hỏi là theo cháu tài trợ vào cái này có được hay không, hay đầu tư vào cái kia có được hay không, đúng không ạ? Chú rất là, thực sự chú là một người rất là tuyệt vời anh chị ạ. Các chị không biết ở trong group của em Thu, chú lớn tuổi nhưng mà chú rất là sống rất là trẻ, hài hòa, hòa đồng với mọi người đấy. Chú không phân biệt nhiều tuổi hay ít tuổi đâu, mà chú rất là vô tư đó. Và cái việc học hỏi của chú và nhiều tất cả các anh chị em mình lớp trẻ là phải học chú đấy ạ. Chú vỗ mình lên ngã nhiều lần, biết đến cháu Thu xinh đẹp sớm thì không bị vô mình, cảm ơn cháu khen chú. Không, cháu nói thật, cháu không khen đâu ạ. Đấy, tất cả mình sống vào cái sự chân thành, chân thật thì nó mới được bền vững chú ạ. Đấy, tại sao cháu lập lên cái group đó? Cháu lập lên cái group đó không phải là giúp những người anh chị, cô chú, đối tác của cháu đâu. Đó, không phải là giúp riêng cho bản thân một group đó để phục vụ và thông tin để cho những anh chị em, cô chú mà những người mà cháu đã từng giúp tài trợ vào công nghệ Ulysky hoặc là P-Network đâu, mà có rất nhiều các cô chú anh chị em không thuộc là cháu giúp, nhưng cháu vẫn muốn các cô chú anh chị em là cập nhật thông tin hàng ngày để mình gọi là gì ạ? Thông tin là tiền, và thông tin còn quý hơn cả tiền. Mà khi chúng ta biết trước thông tin thì cái điều gì ạ? Chúng ta có sự chuẩn bị và những cái sự cố gì đó nó có thể là hạn chế hoặc là nó không xảy ra nữa, đúng không ạ? Ok, chào bạn Titi nhá. Cảm ơn anh Kiên Lê đã tác tên những người bạn vào livestream của em Thu. Thì hôm nay cũng như ba hôm khác anh chị ạ, em Thu muốn lên livestream đấy, không phải là một cái group đấy không đâu. Đó, và em Thu muốn lên livestream để giúp cộng đồng chúng ta đừng phải mất thời gian quanh co nhiều như trước đây nữa. Bởi vì chúng ta ít nhất cũng phải có 5 năm, 10 năm, 20 năm, 25 năm hoặc 35 năm. Như chú Thắng có thể là mất 35, 45 rồi, đúng không ạ? Là bươn trải với cái đời thường này rồi, cuộc sống gọi là cơm áo gạo tiền rồi. Nhưng cái điều đó chưa làm chú Thắng thỏa mãn về cái gì ạ? Tự do về tài chính, đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay có những người như em Thu đi trước, những chú Thắng và các anh chị đi trước là có cái mục tiêu là giúp cộng đồng chúng ta hãy thay đổi từ cách nghĩ đi. Và chúng ta hãy đặt mục tiêu sống cho mình. Chúng ta đừng đặt mục tiêu sống như cái cách cũ nữa. Và ở đây em muốn nhắc đến một cái câu nói rất là hay của ông Jack Ma, đúng không ạ? À không, không phải của ông Jack Ma mà là của ông Trịnh Lê, đúng không ạ? À Đặng Lê Nguyên Vũ. Ông có nói một câu rằng nếu đặt mục tiêu, đúng không ạ? Đặt mục tiêu, có phải không nhỉ? Hay em nhớ nhầm? Đặt mục tiêu thoát nghèo thì chúng ta sẽ không giàu được, đúng không ạ? Đặt mục tiêu thoát nghèo thì chúng ta sẽ không giàu được, chúng ta hãy đặt mục tiêu giàu đi. Đó, chúng ta phải đặt mục tiêu giàu thì chúng ta mới giàu được. Còn chúng ta chỉ đặt mục tiêu gọi là thoát nghèo thôi thì chúng ta sẽ quanh quẩn mãi, chúng ta sẽ không giàu lên được đâu. Đó,
Thế thì chúng ta đặt mục tiêu giàu, tự dưng cái nghèo khó nó sẽ tự dưng là nó đi mất, đúng không ạ? Hãy nghĩ tích cực và những cái vun vén cho cái suy nghĩ của mình đó trong nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, thì chúng ta sẽ có những cái thành tựu nhất định khi chúng ta đặt ra mục tiêu. Và ở đây các anh chị biết không ạ, bản thân em Thu trước đây mục tiêu chỉ để trong đầu thôi, không bao giờ biết viết ra đâu ạ. Đấy, thì cuối năm nay nếu như mình làm được từng đây tiền, mình sẽ sắm cái này, sẽ mua cái kia. Nhưng thực tế ra có những cái chưa cần thiết lắm mình cũng mua sắm các anh chị ạ. Đó gọi là tiêu sản. Nhưng trong cái gì ạ, tiêu sản mà mình đồ dùng trong nhà, ví dụ như nồi cơm nó cũng là cái tiêu sản đấy, nhưng nó lại phục vụ cho mình, đúng không ạ? Đúng không? Cái máy giặt nó cũng là tiêu sản nhưng nó lại phục vụ cho mình. Cái đó biết là tiêu sản nhưng vẫn phải mua, phải sắm các anh chị ạ. Đấy, nhưng ví dụ như là chúng ta đang đi cái xe máy, cái xe way hay cái xe gym chẳng hạn, chúng ta đi vẫn còn ok mà. Đấy, nhưng mà chúng ta lại muốn là tỏ vẻ sang trọng với đời, có thể chúng ta là gì ạ, cố thêm mua một cái xe SH hoặc cố thêm một cái xe gọi là xe ga, xe tay ga gì đó. Thế thì đương nhiên là khi chúng ta cố như thế, một là chúng ta không mua sắm được những cái cần thiết, không mua được những tài sản, và chúng ta là gì, cái xe tiếp theo thì đương nhiên có xe mới thì hay đi xe mới rồi, xe cũ xe lại bỏ không, đúng không ạ? Thế thì khi chúng ta biết được đâu là tài sản và đâu là tiêu sản, chắc chắn chúng ta sẽ không làm điều đó. Và em thấy rằng càng những người thành công thực sự, người ta càng đơn giản, người ta càng đơn giản. Nhiều khi mình cứ nghĩ là cái áo của người ta, cái áo gọi là mặc ở nhà thôi, người ta mua cái áo có vài trăm nghìn, mình nghĩ là cái áo của người ta phải vài triệu, đúng không ạ? Nhưng chỉ những bộ vest và những cái áo đi chơi, đi du lịch, đi tiếp khách thì người ta mới mặc áo nhiều tiền các anh chị ạ. Phải tiếp xúc với nhiều những người như thế thì mới biết được cái cách chi tiêu của họ. Dù họ có hàng nghìn tỷ các anh chị ạ, nhưng họ vẫn ăn mặc, họ vẫn mua những cái đồ thực sự là nó, chi tiêu của người ta phải nói là càng học càng thấy thiếu. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải gì ạ, đặt mục tiêu sống và học rất nhiều cái cần học các anh chị ạ. Đó, cho nên là ngày hôm nay em cũng muốn đến hướng đến cái mục tiêu. Thế thì ngày hôm nay chúng ta có mục tiêu sức khỏe, đúng không ạ? Mục tiêu sức khỏe chúng ta phải khỏe như thế nào? Đấy, ví dụ như chúng ta là gì ạ? Muốn có sức khỏe để chúng ta sau này có những tài sản để chúng ta hưởng thụ, được sống thọ hơn, thì chúng ta bây giờ phải, điều đầu tiên là chúng ta cần phải ăn uống khoa học này, đúng không ạ? Và sau đó là chúng ta cần nghỉ ngơi giờ giấc này, sau đó là chúng ta phải tập luyện này, thì có ba cái đó cộng lại thì chắc chắn chúng ta sẽ, sức khỏe của chúng ta lặp đi lặp lại hàng ngày thì trong tương lai sức khỏe của ta rất bảo đảm, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị thấy không ạ, ăn thì không đúng bữa, ngủ thì không đúng giấc. Hiện tại em Thu bây giờ là thực tế là như thế đấy ạ. Đó, thế thì có thể là bây giờ nhá, trong cái lúc này đúng không ạ, biết nhưng mà vẫn chưa kiểm soát được cái đó các anh chị ạ. Em vẫn chưa kiểm soát được cái đó đâu. Và trước đây em luôn luôn dậy sớm để đọc sách, nhưng mà từ cái ngày mà em bị ốm ấy, hoặc là những cái ngày đi thị trường ấy, không phải ở nhà mình, cho nên là không dậy đọc sách được như ở nhà. Thì em bỏ dần dần, khi em ốm là em bỏ hẳn đọc sách. Còn cái đợt mà Tuệ Minh với em Hạnh ấy, tạo ra cái gọi là cái group để đọc sách ấy, thì em là cái loạt đầu của các em đó. Thế nhưng mà cuối cùng em không theo đuổi được, thì từ năm ngoái là em bỏ đọc sách. Cái đọc sách rất là tốt anh chị ạ, cũng một trong những mục tiêu sống của mình. Đọc sách không phải để giàu, đúng không ạ? Nhưng đọc sách để mình nâng cao kiến thức, hiểu biết hơn. Và biết đâu đó từ những cuốn sách lại giúp mình hiểu được những cái tư duy về đời sống, tư duy về đầu tư hay tư duy về kinh doanh cái mục gì đó mình đang có nhu cầu. Đó, thế thì nó không giúp mình giàu ngay từ đọc sách, nhưng nó giúp mình có những kiến thức. Đấy, thì mình thay đổi các anh chị ạ. Đến đây, đấy là cái mà những cái ngày đầu ấy, cách đây hơn 3 năm ấy, em đều lặp đi lặp lại, nhưng thực sự đến từ năm ngoái đến giờ là em bỏ đọc sách các anh chị ạ. Không phải là bỏ hẳn đâu, thì bỏ trong cái câu lạc bộ đọc sách dậy sớm ấy, không bảo đảm cho sức khỏe mà, thì em không dậy sớm được. Thế thì bình minh của em toàn 7 giờ, 8 giờ thôi, cái hai cái giờ đó, cho nên là em không dậy đọc sách được. Tại vì tối nhá các anh chị biết ạ, có những hôm em cập nhật thông tin, có những hôm em làm video, có những hôm em lại nói chuyện với các anh chị ở phương trời Tây, ví dụ như chị Hằng ở đây này,
bên Áo, bên Đức, bên Thụy Điển, các anh chị ở bên trời Tây thì nó khác khung giờ với mình. Và lúc đó các anh chị mới nghỉ thì mình cái giờ đáng nhẽ là 11 giờ đêm, đúng không ạ? 10 giờ, 11 giờ đêm. Thì ví dụ 10 giờ em đang còn live stream thì 11 giờ đến 12 giờ hoặc là đến 1 giờ đấy thì các anh chị mới nói chuyện được. Thế thì đương nhiên là khi em nói chuyện như thế thì cái thời gian đó thì mai em không thể dậy sớm được, bởi vì cái sức khỏe của em nó cũng phải cần phải giữ, đúng không ạ? Đấy, cho nên là các anh chị hãy có mục tiêu. Chúng ta phải tùy thuộc vào cái gì ạ? Khung giờ của mình, công việc của mình. Nếu như các anh chị mà dậy được sớm ấy thì đọc sách thì cực kỳ là tốt các anh chị ạ. Mình bình thường mình ăn ngày 3 bữa, đúng không ạ? Bình thường mình ăn ngày 3 bữa, nhưng cái trí tuệ của mình cũng phải lên cho nó ăn. Thực sự đấy ạ. Nhưng em không dậy đọc sách được sớm. Nhưng các anh chị biết không ạ? Từ cái hôm mà có cái cuốn sách của nhà khoa học thế giới này, từ hôm có cái cuốn sách của cái nhà của cái gì ạ, nhà khoa học thế giới này là em ạ, các anh chị ạ, nó dày như thế này cơ mà, của nhà khoa học này nó dày như này, thì em lại có cái thói quen không đọc sách buổi sáng sớm nữa, nhưng em rảnh lúc nào là em lôi nó ra em đọc. Mà càng đọc càng thấy hay các anh chị ạ, càng đọc càng thấy biết ơn Ngài, càng đọc càng biết thấy là trong cái cuốn sách này Ngài viết về tương lai rất là nhiều đó. Cho nên chúng ta hãy cố gắng đọc được sách. Đấy, bây giờ nếu như ngành nghề truyền thống của em trước đây không bao giờ em đọc được sách đâu, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, không có biết thời, không phân bổ thời gian để mà đọc sách được. Đấy, cho nên là từ khi mà em biết đến là cái đọc sách nó rất là tốt, cho nên là cái đọc sách ấy mà chúng ta lại đọc to ra nữa càng tốt anh chị ạ. Đấy, trước đây em livestream em nói nhanh lắm, nhưng bây giờ em livestream em lại nói chậm hơn rồi, đúng không ạ? Ok, chào tất cả các anh chị em nhà mình mới vào nhá. Cháu xin chào cô chú anh chị em của Vận Westy, chào bạn Thanh Hưng. Xin chào Nguyễn Thu Tỷ Phú, cảm ơn bạn Thanh Hưng. Em chào chị Đại cùng toàn thể anh chị em cổ đông Westy nhé. Chúc anh chị em buổi tối vui vẻ, năng lượng. Ok, chị chào Duy Phương. Em chào chị Việt, chị chào Đặng Vũ, em chào chị Hằng. Đấy, vừa nhắc đến tên chị Hằng xong, chị Hằng nhắn gì cho em mà cái lúc đó em ở bên Zoom nên là em không để ý, cho nên khi em mở điện thoại ra lại thấy chị nhắn tin. Thế khi em bảo em đây thì lại chắc là chị lại bận làm đúng không? Đấy, thì các anh chị ơi, khi chúng ta mà bước đến cái mục tiêu sống trong cuộc sống của chúng ta cần những gì? Và mục tiêu sống của chúng ta là về sức khỏe, về cái gì ạ? Về hạnh phúc gia đình, đúng không ạ? Về hạnh phúc gia đình, về tài chính. Thì chúng ta luôn luôn ba cái đó chúng ta cần phải gì song song các anh chị nhé. Và em luôn luôn nghĩ là có muốn là bốn cái này. Nếu chúng ta đầy đủ được bốn cái thì rất là tốt. Đấy, ví dụ như là đầu tiên là chúng ta phải gì? Đầu tiên chúng ta phải gì ạ? Sức khỏe trước, đúng không ạ? Đấy, mình phải, sức khỏe của mình phải tốt thì mình mới chăm sóc được người khác. Sức khỏe của mình tốt thì mình mới gì ạ? Trao giá trị giúp được cộng đồng. Thế thì sức khỏe của mình tốt thì mình mới làm được nhiều việc được nhiều việc hơn, đúng không ạ? Và sau đó là đến gia đình hạnh phúc. Đấy, nếu như gia đình chúng ta không hạnh phúc thì chúng ta đi giúp làm sao các gia đình khác hạnh phúc được. Cho nên là cái này cần cái thứ hai. Cái thứ ba là gì? Về tài chính, đúng không ạ? Về tài chính chúng ta cần xem là chúng ta cần phải thay đổi để chúng ta muốn có cái tài sản gì trong tương lai, mà mình 5 năm nữa, 10 năm nữa mình là ai, chúng ta phải định vị như thế trước. Và ba cái đó đấy là cần thiết nhất. Và tiếp theo là mối quan hệ các anh chị ạ, mối quan hệ. Thì ở đây là nếu như chúng ta mối quan hệ mà chưa được nhiều thì chúng ta có ít cũng được, miễn nó là chất lượng các anh chị ạ. Ít cũng được nhưng miễn nó là chất lượng. Thì các anh chị biết không ạ? Thì muốn là muốn như vậy, nhưng cái điều mà chúng ta thực hiện nó còn khó hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Cái điều mà chúng ta thực hiện thì nó còn khó, vô cùng khó, đúng không ạ? Chứ không phải là nói cái là làm được ngay, phải có thời gian. Và khi chúng ta làm những cái việc đó, những cái ngày đầu ấy, đấy là chúng ta bắt đầu suy nghĩ, đúng không ạ? Khi chúng ta làm chúng ta cần phải có thời gian và chúng ta kiên trì. Và chúng ta nỗ lực mỗi ngày kiên trì. Có thể nhiều lúc á, nếu như trước đây có thể những cái câu nói đó, có thể là mình, hai vợ chồng lại có thể là quặc nhau, cãi nhau gì đó, đúng không ạ? Nhưng khi mình biết được là mình đang đặt mục tiêu gì, một gia đình hạnh phúc, đúng không ạ? Thì nhiều khi phải đánh đổi, nhường nhịn lẫn nhau đấy, và thấu hiểu nhau. Và có thể là từ cái câu đó mình lại giảm đi, mình kiểm soát được cái cảm xúc của mình nóng nảy đó, sau là mình lại gì ạ? Nói một cái câu từ khác. Đấy, thì sẽ gì ạ? Không xảy ra xung đột, không xảy ra cãi vã nhau nữa, đúng không ạ? Đấy, đấy là cái mà phải kiên trì đấy, mình phải thay đổi và mình kiên trì kiểm soát mỗi ngày.
Thế thì còn về tài chính, các anh chị thấy không ạ? Khi trước đây em và các anh chị đều làm nghề truyền thống, nhưng chúng ta làm mãi rồi, tính cách này cách kia mãi rồi, đúng không ạ? Tính đủ thứ rồi, tính nhiều lắm rồi, tính lát óc đau đầu lắm rồi, tính mang bệnh, thậm chí mang bệnh vào người rồi, nhưng nó chưa thay đổi gì được nhiều, đúng không ạ? Chưa thay đổi gì được nhiều, cứ có thể được một thời gian xong lại gì ạ? Bão hòa. Đó, thế thì ngày hôm nay, đúng không ạ? Cái mục tiêu đạt tự do tài chính ngày hôm nay với cái ở ngoài kia em thấy là rất nhiều cơ hội, nhưng mà thực sự nó rất là khó. Nó rất là khó các anh chị ạ. Nhưng với cơ hội công nghệ Ulisky, nắm giữ cái tài sản cổ phần của một tập đoàn giao thông vận tải của Ulisky này thì nó lại đơn giản. Các anh chị ạ, nó đơn giản lắm ạ. Chỉ cần chúng ta lắng nghe những người đi trước như em Thu, những người đi trước như các anh chị em đã nắm giữ cổ phần và người ta hiểu cái công nghệ này, và họ sẽ giúp chúng ta có được nó. Mà số vốn chúng ta đừng áp lực hai chữ đầu tư để tạo ra tiền đâu ạ. Số vốn nó không chưa cần đến, chỉ cần chúng ta hiểu đã. Chỉ cần chúng ta muốn nắm giữ cái cơ hội này thì chúng ta hiểu cái cơ hội này nó làm gì, đúng không ạ? Nó kinh doanh gì, sản phẩm nó là gì, trong tương lai nó có mang lại cho chúng ta gì ạ? Cái lợi nhuận mà cái tiềm năng để mà bền vững nó có hay không? Chúng ta chỉ cần hiểu những cái đó, sau đó cái bước tiếp theo đó chúng ta là quyết định chúng ta nắm giữ bao nhiêu cổ phần. Và lúc đó chúng ta hãy đặt mục tiêu. Ngày hôm nay có thể là chúng ta chưa có tài chính, chúng ta chưa có nhiều, chúng ta chỉ tài trợ đâu đó 1.000 đô, đúng không ạ? Hoặc là 2, hoặc 5.000 đô, 10.000 đô, đấy là do tài chính của mỗi chúng ta. Và cái tầm hiểu của cái giá trị công nghệ này với mỗi chúng ta, đúng không ạ? Nó phải phụ thuộc những cái yếu tố đó. Thế thì khi chúng ta hiểu, đúng không ạ? Khi chúng ta biết và chúng ta vượt qua cái chữ biết là chúng ta tìm hiểu. Và khi chúng ta lại hiểu rồi và chúng ta vượt qua cái chữ hiểu rồi, thì lúc đó chúng ta quyết định trong 5 năm tới, 10 năm tới chúng ta là ai. Đó là định vị bản thân mình ạ. Thế thì ngày hôm nay chúng ta biết đến cái công nghệ Ulisky, chúng ta định vị được rằng ạ, chúng ta sẽ trở thành triệu phú, đúng không ạ? Triệu phú là triệu phú đô la cơ, đúng không ạ? Chứ không phải là triệu phú Việt Nam đồng đâu ạ. Chúng ta quyết định chúng ta sẽ trở thành triệu phú. Và vào năm bao nhiêu tuổi chẳng hạn như thế, thì chúng ta đã biết cái công nghệ Ulisky của chúng ta đã có lộ trình đi rồi. 2025 chúng ta đã được nhận cổ tức rồi. Đó là cái sự thành công rồi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cho là 3 năm nữa khi IPO. Khi IPO thì chúng ta phải gì ạ? Trước khi IPO chúng ta phải nhận cổ tức ít nhất là 1 lần các anh chị nhé. Không, 2 đến 3 lần, thậm chí nhiều lần. Nhưng nhận cổ tức đó là cái sự thành công lớn của chúng ta rồi. Còn khi IPO lên sàn đó là chỉ định giá cái tài sản của chúng ta nâng được lên bao nhiêu đó mà thôi. Còn chúng ta dạy gì chúng ta bán, đúng không ạ? Em vẫn chia sẻ hàng ngày là như thế rồi. Chúng ta dạy gì chúng ta bán. Bán đi là hết. Bán đi là bao nhiêu năm trời chúng ta tích lũy cái thời gian, đúng không ạ? Chúng ta tích lũy cái thời gian để chúng ta nắm giữ, chúng ta trồng một cái cây cổ thụ mà chúng ta lại nhổ luôn cái gốc khi nó thành công, cái chúng ta lại bắt đầu nhận những cái trái bói đầu mùa, chúng ta lại nhổ gốc lên, thì có phải chúng ta mất nhiều thời gian không? Và có thể chúng ta tìm lại không có cái gì ạ, cái giống cây nào để trồng như cái cây Ulisky này nữa. Đấy, cho nên là ở đây là chúng ta chỉ cần biết cái lộ trình của Ulisky nó đã gì, 2025 được gì ạ, chia cổ tức rồi. Mà các anh chị biết là có thể sớm hơn nhá, có thể sớm hơn. Đấy, nhưng chúng ta cái có thể sớm hơn thì chúng ta chưa chắc, thì chúng ta có thể là gì ạ? 2025, trong năm 2025 chúng ta đã được nhận cổ tức. Thì nhận cổ tức về lúc đó là các anh chị không khác gì các anh chị gọi là thoái vốn cho các anh chị rồi, đúng là các anh chị còn gọi là đủ vốn rồi. Thì từ những năm tiếp theo thì sao ạ? Thế giờ các anh chị chạy đi nước ngoài cho mình hay cho bản thân mình hoặc cho con cái, con cháu mình cũng phải mất thì ít nhất 1 năm để lấy lại vốn. Đúng không ạ? Có thể nhà các anh chị ngày hôm nay chạy đi nước ngoài có tiền sẵn, đúng không ạ? Không phải vay mượn ai. Nhưng nếu như chúng ta không đi nước ngoài, tiền đó chúng ta gửi ngân hàng hoặc là chúng ta cho dân vay, đó cũng là một cái kinh doanh. Nhưng chúng ta muốn là từ cái số vốn đó chúng ta không phải vay, thì chúng ta đi sang các nước, chúng ta chạy nước nào ít tiền nhất thì chúng ta cũng vẫn phải mất 10 tháng đến 1 năm. Đó là chưa tính cái chuyện gì xảy ra, chưa tính, không tính sự cố gì đâu ạ. Đó là khỏe mạnh, làm bình thường, công việc ổn định, là chúng ta mới ít nhất là 10 tháng đến 1 năm chúng ta mới gọi là hoàn cái gốc, đúng không ạ? Nhưng các anh chị đi vay thì nó phải trả lãi, nó còn phải ra thêm nhiều nữa, phải mất thời gian nhiều nữa.
Nhưng các anh chị có sẵn vốn thì có thể chúng ta mất 10 tháng đến 1 năm chẳng hạn. Thì khi chúng ta có vốn sẵn thì nó lại khỏe hơn một chút, đúng không ạ? Đó. Thế thì chúng ta kiếm 1, 2, 3 tháng đầu tiên thì có thể là gửi về đấy, à cái tiền đấy là bỏ ra được luôn. Bởi vì cái vốn mình đi mình có lợ ai đâu mà phải trả, đúng không ạ? Thế thì ở đây là mỗi cái hoàn cảnh khác nhau và mỗi mục tiêu sống khác nhau. Nhưng chúng ta mục tiêu chung đó chúng ta là phải thay đổi cuộc sống và định vị mình 5 năm nữa, 10 năm nữa mình là ai. Đó mới là gì ạ? Đặt mục tiêu. Các anh chị ạ, em chào tất cả anh chị nha. Chào bạn Dung Nguyễn. Đúng rồi em Thu ơi. Vâng, em cảm ơn chị Hằng nhá. Ok, Minh Bùi, Thanh Loan, chào Thanh Loan. Chị chào em Thu xinh đẹp nhé. Vâng, em chào chị Ngọc Hoa. Thì ở trong live stream của em Thu hôm nay có 8 anh chị em nhà mình. Hôm nay có một cái zoom dạy bên TikTok, thì em ở vào đấy một tí xong em phải đi ra để em live stream đấy các anh chị ạ. Em vào đó một lúc rồi em live stream. Thì ở đây em vẫn muốn là mỗi ngày lặp đi lặp lại mỗi ngày đấy ạ. Có thể những anh chị bây giờ đã nắm giữ cổ phần, đã hiểu về cái công nghệ rồi thì nó là một nhẽ, nhưng có thể là những anh chị ngày hôm nay, à hôm qua theo dõi em, có thể là theo dõi em 3 buổi rồi, nhưng có thể là hôm nay em lại nghỉ thì các anh chị đó có thể lại hẫng mất một buổi, đúng không ạ? Thế thì em muốn lên liên tục live stream, nhưng đáng lẽ ra đúng ra hôm nay là em nghỉ đấy ạ, để em ở cái live đó, em ở cái zoom đó để em học cái thầy gì Huỳnh, Hưng Huỳnh thì bạn là dạy về TikTok về làm các video đấy anh chị ạ. Đó, thế nhưng mà em lại vẫn đến giờ live stream là em vẫn phải ra live stream đấy các anh chị ạ. Đấy, cho nên là hãy tập trung vào công việc của mình và hãy tập trung vào mục tiêu của mình là như vậy các anh chị ạ. Đúng không ạ? Cái đó em chỉ học thêm thôi. Còn cái tập trung chính vẫn là live stream và hỗ trợ anh chị em trực tiếp như này này. Đó, trực tiếp qua online và có thể là offline. Nhưng em đã nói rồi, bây giờ mùa đông mùa lạnh rồi, em có thể là hầu hết là em làm online. Đấy, em hạn chế đi offline bởi vì là mùa lạnh rồi mình phải đảm bảo sức khỏe của mình. Đấy, người ta gọi là sức khỏe là số 1 đúng không ạ? Nhưng mà muốn có sức khỏe là mình phải biết cách để mình giữ sức khỏe. Và khi mình có tài sản rồi mà sức khỏe mình không có, đúng không ạ? Thì nó cũng chỉ là di sản mà thôi. Bởi vậy cho nên chúng ta cần song song cái việc đầu tiên, đó chính là sức khỏe này, hạnh gia đình hạnh phúc và gì ạ? Tài chính. Đó. Thì tới đây em sẽ có một cái chuỗi live stream. Tới đây em sẽ có một cái chuỗi live stream về hướng về phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Việt Nam chúng ta, phụ nữ hiện đại đấy ạ. Thế thì nếu như anh chị em cô chú nào mà sẵn sàng đấy, là những khách mời, là những người muốn lên live stream cùng em Thu, thì em sẽ dùng Zoom và chúng ta sẽ lên và chúng ta cùng đều hình ảnh, cùng nó đều màu như nhau. Nó không như hôm qua các anh chị thấy không ạ? Và em thấy rất nhiều các anh chị và chị Thúy, Doãn Thúy cũng thế. Live stream ấy, chị Thúy thì dùng app rất là trắng, rất là hồng hào, rất là đẹp. Nhưng cái người khách mời ấy, ở bên dưới ấy, đúng không ạ? Cái màu của nó rất là xấu. Cho nên cái chúng ta phải có cái hình ảnh đẹp một chút các anh chị ạ. Cho nên nếu như các anh chị em nào, các chị em nhé, chứ không nói các anh. Tới đây ở Thu sẽ có một cái gì ạ? Chuỗi live stream dành riêng cho những người phụ nữ hiện đại. Phụ nữ hiện đại, khởi nghiệp thông minh thôi. Đó, thế thì nếu như mà anh chị, các chị em, các cô đấy và các em, nếu như mà ai có nhu cầu muốn live stream, muốn lên để chia sẻ thì có thể là đăng ký, là chúng em sẽ lập một cái group để chuyên để các chị em phụ nữ trong cái chuỗi đó mình xuất hiện trên truyền hình để giúp những chị em phụ nữ khác, đúng không ạ? Để giúp những chị em phụ nữ khác để có cái cơ hội nắm giữ để thay đổi cuộc sống. Thì trước đây các anh chị thấy không ạ? Trước đây thì phụ nữ là phải nội trợ, chăm con, chăm chồng là chủ yếu đúng không ạ? Nhưng dần dần cuộc sống nó thay đổi, là phụ nữ cũng phải thay đổi theo cái gì? Cuộc sống tiến lên nó phải thay đổi nhiều cái, đúng không ạ? Thế thì phụ nữ cũng kiếm được tiền mà, đúng không ạ? Phụ nữ cũng kinh doanh được mà. Cho nên chúng ta thấy không ạ? Trong cái cuốn sách ông Mohammed, ông có nói rằng gì ạ? Nếu như các anh đàn ông đấy mà không cẩn thận rồi phụ nữ người ta sẽ gì ạ? Giỏi và mạnh hơn rất là nhiều. Tức là trong cái cuốn ý, để nghe sách đọc ấy, rất là thấm các anh chị, các cô chú ạ.
Đấy, cho nên là chúng ta đừng nghĩ là phụ nữ nhá, đừng nghĩ phụ nữ, đừng có nghĩ là phụ nữ phải là cơm dẻo canh ngọt mới là phụ nữ chuẩn. Chúng ta vừa phải biết kiếm tiền, chúng ta vừa cơm dẻo canh ngọt không hơn à? Đúng không ạ? Chồng nào chả thích vợ cơm dẻo canh ngọt mà vẫn kiếm được tiền. Đúng không ạ? Đó, thế thì kể cả những người vợ nào cũng muốn chồng mình không kém anh kém em là cũng đã kiếm được tiền, yêu thương gia đình, yêu thương vợ con, đúng không ạ? Đấy, đối nhân xử thế, đàm phán trong công việc, luật nà, đó, khéo léo trong mọi mối quan hệ. Ai chả muốn thế, nhưng muốn chỉ là muốn thôi. Nếu chúng ta không hành động thì cái chữ muốn ý nó chỉ dừng lại ở chữ muốn thôi, đúng không ạ? Chúng ta phải hành động. Chúng ta ngày hôm nay chưa được như thế thì chúng ta cần phải học hỏi thôi. Bản thân như chồng em Thu ấy, thì từ trước đến nay ấy, từ trước đến nay nhá, chồng em chỉ là làm nghề truyền thống, chỉ va chạm mấy các anh chị em cũng là ở đồ gỗ mỹ nghệ đó thôi. Thì cái sự giao tiếp đó nó chỉ ở cái mức độ hạn chế đến thế thôi. Và mình ở cái môi trường nào mình phải sống theo cái môi trường đó. Nhưng khi dần dần, đúng không ạ, là chồng em cũng phải thay đổi chứ, đúng không? Thay đổi trong 5 năm nữa, 10 năm nữa, bây giờ trong tài khoản có mấy triệu cổ phần rồi, thì nếu như không thay đổi thì mình phải thay đổi từ cách nghĩ trước, đúng không ạ? Ngày hôm nay mình có những cái tài sản đó, trong 5 năm tới, 10 năm tới mình là ai mà, đúng không ạ? Thì mình phải thay đổi hết, đúng không ạ? Chứ không thể như là làm cách cũ, nghĩ cách cũ và làm như cách cũ được. Bản thân em Thu cũng thế. Cho nên em nghĩ rồi, live stream hàng ngày, ngày này rất là nhiều. Nhưng nhiều các chị em phụ nữ ngoài kia, đúng không ạ? Nhất là vùng cao hoặc những chị em ở quê đấy, ở nông thôn đấy ạ, thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ vẫn hạn chế về cái điều phụ nữ phải kiếm tiền, phụ nữ phải giỏi, phụ nữ phải thế này thế kia. Họ vẫn mặc cảm cái điều đó các anh chị ạ. À, nhiều khi ở quê em thôi, các chị em của em thôi, trong cái gì, quanh quanh khu vực nhà em này, họ bảo là cô giỏi chứ tôi không làm thế được, tôi không có khoa lói. Các anh chị ạ, ai là người có khoa lói ở đây? Tất cả đều phải học hết và thay đổi từ mình, đúng không ạ? Rèn luyện hết. Và rèn luyện, và chúng ta kiên trì rèn luyện. Hôm nay thế một chút, có thể ngày mai có thể các em, các chị, các cô lên live stream, đúng không ạ? Nói rất là ngượng, ngại. Tức là mình xuất hiện ở cái màn hình nói rất là ngại. Thế nhưng mà khi ngày một ngày đầu tiên mình đã vượt qua rồi, thì ngày thứ hai nó lại quen thêm một tí nữa. Ngày thứ ba, ngày thứ tư đến ngày thứ năm, thứ bảy thì chắc chắn nó là quen rồi. Lên truyền hình nó không là vấn đề ngại nữa rồi. Ngày đầu, ngày thứ hai có thể là hơi ngại một chút. Ngày đầu là ngại nhất. Ngày đầu là vượt lên chính mình đấy các anh chị ạ. Đấy các bạn ạ. Thế thì đương nhiên là khi mình vượt lên chính mình ở cái ngày đầu tiên, mình lên đây mình giao lưu mà. Mình có làm hại gì đến ai đâu. Mình đang làm một cái điều tốt cho bản thân mình, tốt cho cộng đồng mà. Cho nên là không có cái gì mà phải ngại. Đấy. Lúc nào mình cũng nghĩ hộ người khác. À mình nên mình nói có hay hay không, mình nên mình chia sẻ liệu có ai nghe hay không. Đều có một dãy cái câu hỏi, kiểu như là đặt ra câu hỏi, từ toàn tự mình đặt ra câu hỏi để ngăn cản cái sự hành động của mình thôi. Toàn ở cái trí tưởng tượng thôi. Cho nên các anh, các em, các chị, các cô, các bạn đừng nghĩ thế. Đừng nghĩ thế nhá. Thế thì ví dụ như này, một người giáo viên ngày đầu tiên lên lớp dạy, nếu mà ngại không dám lên bục giảng thì ngồi ở dưới bàn, chẳng lẽ lại ngồi ở dưới ở bàn cùng học sinh mà giảng à? Đúng không ạ? Phải có ngày đầu tiên bỡ ngỡ, sau đó có những thời gian đầu tiên, sau có những năm đầu tiên, đúng không ạ? Xong rồi nó mới thành chuyên nghiệp được. Em Thu hơn 3 năm nay em mới nói được như này đấy ạ. Nếu như ngày đầu thì em khác gì các anh chị đâu, đúng không? Cho nên chúng ta cần phải có ngày bắt đầu. Bất cứ dễ đến mấy hay khó như thế nào, chúng ta cũng phải có ngày bắt đầu. Và luôn luôn nghĩ được là cái Thu nó làm được thì chẳng lẽ mình lại không làm được. Cái Thu nó chưa học hết cấp 2 mà nó làm được. Mình cấp 3 mà, mình được học hỏi hơn nó mà, đúng không ạ? Luôn luôn chúng ta cần phải cài đặt cho mình là nó làm được, mình sẽ làm được. Anh này làm được, tôi sẽ làm được. Chị này làm được, tôi sẽ làm được. Cháu làm được, cô sẽ làm được. Bởi vì cô đã như thế này rồi, đúng không ạ? Nên chúng ta không ngần ngại gì tuổi tác. Chúng ta không ngần ngại gì cái việc mà chúng ta ngày mai nói có trơn tru hay không. Và khi các anh chị biết ạ, khi live stream ấy, nói 2-3 người, chia sẻ 2-3 người, nó nhàn hơn nói một mình nhiều. Đúng không ạ? Nó nhàn có 1-2-3 câu hỏi thôi là hết buổi live stream. Bởi vì đã live stream như thế phải 2-3 người, 3-4 người, đúng không ạ? Mỗi người 1-2 câu hỏi. Ví dụ em có thể hỏi, ví dụ như là chị Hằng chẳng hạn. Chị ơi, khi chị biết đến công nghệ Ulysses Sky này chị làm gì?
Đấy, và câu thứ hai có thể là khi chị biết đến công nghệ này chị có nghi ngờ điều gì không? Cái câu hỏi ý làm sao mình không trả lời được, đúng không? Mình chỉ chia sẻ thật lòng với cái mà mình đón nhận cơ hội này. Và mình chia sẻ thật lòng cái là mình đang làm công việc gì. Và ví như chị Hằng bảo, chị đang hiện tại giới thiệu bản thân nhé, tên tuổi và tôi đang làm việc ở bên Áo chẳng hạn, đúng không? Nó rất là dễ thôi các anh chị ạ, đừng hình dung nó khó. Nếu như chúng ta cứ chưa làm mà chúng ta đã hình dung khó, chúng ta đã hình dung là nghĩ là chắc là mình không dám lên đâu hay là mình không dám nói đâu thì chúng ta sẽ không làm được. Và nếu như các anh chị mà đăng ký khoảng độ chục người, hơn chục người là em sẽ lập ra một cái group để em sẽ hỗ trợ các cô chú chị em, các cô nhé, chưa nói đến các chú này có khi phải làm sao, các chú các anh em cả phải làm sao, nam giới làm sao là hướng đến phụ nữ trước đấy, bởi vì phụ nữ là chân yếu tay mềm mà mình phải ưu tiên, đúng không ạ, đúng không chú Thắng? Phụ nữ là mình và là chúng cháu là gì ạ, là cần phải được ưu tiên, cần phải được yêu thương nhiều hơn, đúng không ạ? Đấy, cho nên là tới đây em Thu sẽ có một cái chuỗi livestream dành cho phụ nữ chúng ta nhé, và có một cái tên cũng rất là hấp dẫn, nhưng mà để nói sau ạ, để nói sau. Còn anh chị, các cô, các em, các bạn mà cảm thấy mà mình có khả năng lên livestream, mình phát triển thì đăng ký nhé, nhắn tin riêng cho Thu để Thu sẽ cho vào, Thu sẽ khoảng độ hơn chục người là Thu sẽ lập một cái group để mình trao đổi về cái đó, để mình hỗ trợ nhau, giúp nhau livestream mà không phân biệt ai đâu, ai cũng được, cứ miễn là máu chiến giúp cộng đồng là được. Nãy giờ bận chứ xem được Tây Ninh chào cả nhà, Westy gì chào Thu yêu năng lượng tâm huyết nhé, vị thần giàu có của Westy. Vâng, con chào dì Hà. Đấy các anh chị thấy không ạ, ở đây không những là chú Thắng mà có cả dì Hà này. Và em Thu tin rằng là những cô, những chú, những bác, những anh chị thực sự là nghiêm túc với công nghệ Unitsky thì chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cơ hội này đâu. Bởi vì cái này nó không phân biệt người giàu hay người nghèo, không phân biệt người giỏi hay người chưa giỏi, không phân biệt người giàu hay người chưa giàu, không phân biệt già hay trẻ. Nhưng ai có sự khao khát thay đổi cuộc sống đều là cơ hội của mỗi chúng ta. Đấy, tất cả là gì ạ? Dành cho tất cả chúng ta, nhưng nó chỉ ở lại với những ai có sự chuẩn bị. Nhiều khi các chú, các cô nghĩ là tôi lớn tuổi rồi, đó, bây giờ còn đầu tư tài trợ để cho ai, đúng không ạ? Và em Thu sẽ kể với các anh chị câu chuyện, các cô chú câu chuyện là có chú gì ở công nghệ Unitsky mình, chú Nhâm, đúng không ạ? Chú Nhâm, em phải gọi ông bác mới đúng, bởi vì hơn tuổi bố em 2 tuổi. Bác Nhâm, bác ấy là một người bằng tuổi chủ tịch của tập đoàn công nghệ Unitsky này rồi, mà bác ấy nói có một cái video thực sự em thấy là rất là giá trị. Tôi nói thật với các anh chị, chú ấy vẫn điềm đạm lắm, không biết các bạn trẻ hay già, nhưng chú ấy cứ nói vậy. Tôi nói thật với các anh chị chứ, tôi bây giờ già rồi, ăn thì đáng bao nhiêu, mà tôi có 5 nguồn thu nhập nhận cổ tức từ những cái cơ hội tôi đã thành công. Nhưng tại sao tôi vẫn đón nhận cơ hội Unitsky này? Bởi vì già gì ạ? Thứ nhất là rèn rũa cho con cháu có cái tư duy. Đấy, có cái tư duy trước nhá, cái tư duy mở đấy ạ. Cái thứ hai là mình tài trợ vào đây để mình giúp chung tay với một nhà khoa học. Và cái thứ ba là sau này các con, các cháu mình nó có những cái tài sản, nó không phải vất vả như đời mình, đời cha mẹ của mình nữa, cha ông của mình nữa. Một cái video thôi rất là hay, nhưng mà hôm vừa rồi em Thu tìm, mà em hỏi mấy chị em là bảo là cũng kiểu như là cứ ấy trên Zalo đầy máy, đầy quá, nhiều video quá. Công nghệ Unitsky nó cực kỳ nhiều thông tin, cực kỳ nhiều video. Đấy, cho nên là máy nó còn không đủ dung lượng và nó đầy quá. Và nhiều cái còn phải xóa bớt đi, không may xóa nhầm vào cái video đó. Và bản thân em Thu cũng thế. Đó, thế thì đi tìm, muốn tìm lại để gửi những cho những cô chú lớn tuổi. Gửi cho những cô chú lớn tuổi là đừng nghĩ mình lớn tuổi mà không làm được điều đó. Đúng không ạ? Đừng nghĩ lớn tuổi. Và không phải một mình bác Nhâm đâu, còn nhiều cô chú khác buôn bán rau, tự trồng ra và buôn bán rau, mà chỉ quanh cái khu vườn, quanh cái nhà của mình thôi, chứ không phải ra đồng để trồng những xào lọ mẫu kia đâu. Đó, nhưng họ cũng gom được,
hơn 3 năm nay là cũng hơn 3 triệu cổ phần rồi. À gần 3 triệu cổ phần. Đó. Thế thì 1 triệu cổ phần tương đương với cái con số định mức là 1 đô trên 1 cổ phần. Thế thì gần 3 triệu cổ phần thì gần 3 triệu đô của cô chú ấy rồi. Đúng không ạ? Thế thì không những cô chú mà những kể cả bọn vợ chồng nhà cháu đây, bọn chúng cháu trẻ đây, các cô chú nghĩ xem, buôn bán nghề truyền thống, đồ gỗ mỹ nghệ, nhưng cả đời không bao giờ có 1 triệu đô để dành đâu. Đúng không ạ? Trước đây trẻ còn chưa làm được điều đó, bây giờ già rồi làm sao làm được điều đó. Cho nên đừng nghĩ là trồng rau hay làm bảo vệ hay là đang đi quét rác mà không có cơ hội đâu ạ. Ulitsky là một gọi là một cái cơ hội giá trị dành cho những người giàu và chưa giàu, cũng vẫn là cơ hội của chúng ta. Người giàu là người ta hiểu ra là người ta có những gói lớn, nhưng mình chưa giàu thì mình có những gói nhỏ, nhưng miễn làm sao mình có cái cơ hội, đúng không ạ, để thay đổi cuộc sống, bắt tiền làm việc, đó mới là điều thông minh. Từ xưa đến nay bao nhiêu năm qua rồi, như chú Thắng hơn 30 năm đúng không ạ, chú Thắng hơn 30 năm, 40 năm qua là vật lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Và chú Thắng nhìn lại chú Thắng có bao nhiêu tài sản. Và ngày hôm nay chú Thắng tiết kiệm, chú Thắng sẽ gì ạ? Bắt tiền nó đi làm việc. Bởi vì trước đây chú làm việc vì tiền. Chú phải bỏ ra thì đánh đổi rất nhiều thứ. Sức khỏe, thời gian, trí tuệ, chú mới có những cái số vốn đó. Thì ngày hôm nay chú lớn tuổi rồi, chú nghỉ hưu đi. Và chú lấy cái tiền đó, những cái tiết kiệm của chú, và chú nắm giữ cái công nghệ này, nắm giữ một phần nhỏ của cái công nghệ này, thì tiền của chú đang đi làm việc. Và hơn 700 kỹ sư và chuyên gia đang làm việc ngày đêm, đúng không ạ, thay chúng ta đấy ạ. Chứ không phải như những dự án Ponzi ngoài kia đang đi gì ạ, lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước đâu ạ. Nó phải gì, tài trợ đầu tư phải vào cái chỗ là gì, có sản phẩm và kinh doanh thật. Nếu không tiền của chúng ta bốc hơi giờ nào chúng ta không kiểm soát được nó đâu. Đó. Nhiều khi các anh chị thấy ngoài kia không ạ? Đầu tư vào những cái dự án tại Việt Nam thôi. Đó. Xong rồi là gì ạ? Không nhìn thấy người ta kinh doanh cái gì. Cuối cùng tiền đi đâu cũng không biết. Bởi vậy khi chúng ta chia sẻ cái cơ hội Ulitsky này ngày hôm nay, nhiều cô chú anh chị em sợ xanh mắt mèo là gì ạ? Sợ lừa đảo, sợ mất mát, sợ Ponzi như ngoài kia. Và có những anh chị em, những cô chú nói rằng là gì ạ? Ulitsky là gì ạ? Đa cấp. Đấy, bởi vì người ta quy chụp, người ta gì ạ? Đánh đồng Ulitsky như những dự án ngoài kia. Người ta một dự án của nhà khoa học, một dự án của một tổ chức khoa học hàng bao nhiêu năm qua rồi ạ? Tức là từ cái lúc ông nghiên cứu 1977 tập trung 100% nghiên cứu vào cái công nghệ này. 100% thời gian ông nghiên cứu vào công nghệ Ulitsky này là năm 1977. Và đến năm 2013 bắt đầu mới được định giá, đúng không ạ? Thì anh chị tính bao nhiêu năm? Đó. Một cái dự án người ta nghiên cứu gần như gần hết gì ạ? Cuộc đời của người ta. Sau đó là gì ạ? Mới được định giá nhé. Trước khi thu hút vốn cộng đồng, phát hành cổ phần gốc ra cộng đồng, đúng không ạ? Người ta được định giá. Thì bắt đầu ngày mùng cái ngày để mà chính xác nhất là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014 là chúng ta bắt đầu được cái quyền lợi về tài trợ vào đây, chúng ta được những gì. Đó. Đó là mùng 1 tháng 7 năm 2014 các anh chị nhá. Còn được định giá từ năm 2013 cơ. Tại sao có 1 đô trên 1 cổ phần là vậy? Người ta định giá trước khi thu hút vốn mà. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu kỹ là như vậy. Chúng ta đừng có nhìn bên ngoài để đánh đồng với những cái dự án ngoài kia. Không một lần nào cho mình lắng nghe xem nó ra sao. Mà đã gì ạ? Quy chụp là đa cấp, quy chụp là lừa đảo, quy chụp là gì ạ? Dự án Ponzi. Cho nên cái cơ hội Ulitsky mới còn đến ngày hôm nay là chúng ta hãy cảm ơn những người quy chụp đó. Chúng ta cảm ơn những người đánh đồng đó. Và chúng ta cảm ơn những người mà gì ạ? Sợ đó, để chúng ta vẫn còn cơ hội mà chúng ta dù biết sau họ, đúng không ạ? Đó. Cháu chào bạn Oanh nhé. Cháu Thu nói đúng, nói đúng thế. Phụ nữ sinh ra để làm đẹp cho đời và được nâng niu
chiều chuộng nhé. Vâng, cháu cảm ơn chú Thắng. Ưu tiên chú nhở. Đó. Chào Thu và cả nhà, chúc cả nhà buổi tối có buổi live cùng Thu vui vẻ. Cảm ơn chị Ngọc Nguyễn nhá. Ok, chị chào Nhung Trần. Đó, các anh chị thấy không ạ? Đó, cho nên là chúng ta cần gì vậy ạ? Tìm hiểu thật kỹ nhá. Chúng ta đừng đánh giá vội. Đấy. Chúng ta đừng thấy em Thu như này mà bảo là gì ạ? Con ý thế nọ thế kia. Đấy. Thế nhưng tại sao là gì? Chúng ta cần phải tìm hiểu em ở đâu, tên tuổi là gì, đúng không ạ? Phải tìm hiểu rõ xem có đáng tin không. Người ta gọi là chọn mặt là gửi vàng, là như vậy. Thế với cái công nghệ này cũng thế các anh chị ạ. Với cái công nghệ này như thế, chúng ta nhìn ở bên ngoài này, chúng ta chưa hiểu gì về cái công nghệ, chúng ta cứ đánh đồng, chúng ta cứ bảo chắc là như thế này, chắc là như thế kia, thì đương nhiên chúng ta không biết rồi. Xong chúng ta vô tình chúng ta lại hỏi một cái người cũng như chúng ta không biết, và họ cũng lại đánh đồng, họ cũng lại nghĩ như vậy, thì chúng ta hỏi cũng bằng không mà. Rồi còn thêm tiêu cực, còn thêm những cái gì ạ, lời gàn, gạt nó đi. Đấy, cho nên là chúng ta mất cơ hội là nhiều cái trường hợp. Nhiều cái trường hợp như thế rồi, đúng không ạ? Có những người là gì ạ? Chia sẻ cho xong bắt đầu lên YouTube gõ. Đấy, gõ xong nó ra một loạt tiêu cực. Thế xong là sợ, xong lại gửi cái những cái đó qua lại, đúng không ạ? Và chị Trinh có trong đây không ạ? Chị Trinh là mới đây là biết được điều đó. Chị Trinh nói rằng là gì ạ? Chị gửi cho thông tin, thế là họ lại gửi lại cho chị cái thông tin đó, thế là thôi chị kệ. Thế thì bây giờ chả kệ thì sao, đúng không anh chị? Đó, mình đang giúp họ nhưng họ không cần thì mình chả kệ thì sao? Họ có chịu tìm hiểu đâu, họ cứ thấy thế là họ quy chụp luôn. Họ có biết rằng là gì ạ? Càng giỏi bao nhiêu thì càng có cái sự cạnh tranh và đối thủ nhiều bấy nhiêu. Các anh chị phải biết là như thế, đúng không ạ? Nhưng chúng ta biết cái công nghệ của chúng ta không ạ? Đối thủ cạnh tranh là ai? Trước đây các anh chị thấy tiếp nào không ạ? Nhưng mà khi ạ, theo đuổi và để cạnh tranh không được là phải chấp nhận thôi, phải rút lui thôi, đúng không ạ? Thế thì giờ chủ tịch đã nói một câu là công nghệ của chúng ta, nếu như ai đó, một quốc gia đó hay một người nào đó có sao chép chăng nữa cũng phải mất 10 đến 20 năm mới đuổi kịp chúng ta. Và mà 10, 20 năm họ mới làm được cái công nghệ hiện tại, đúng không ạ? Nhưng chúng ta lại đi xa họ rất là xa, 15, 20 năm trước rồi. Và chúng ta đã có những cái đổi mới, có những cái thay đổi khác đi rồi. Và các anh chị thấy không ạ? Ngay như những cái đường ray này, ở cái hình ảnh này là của bên Belarus đấy ạ, ở công viên thử nghiệm ở Ecotech Lobac ở bên Belarus. Mà các anh chị biết không? Ngay khi từ cái đường ray đầu tiên thử nghiệm đến cái đường ray thứ hai đã thay đổi rồi. Chứ chưa nói là gì ạ? Từ năm này đến năm khác. Thế thì chúng ta, họ đi sau chúng ta 10 năm hoặc 20 năm thì thực sự nó rất là xa rồi. Cho nên công nghệ của chúng ta luôn luôn phát triển. Và các anh chị thấy không ạ? Một cái cơ hội của một nhà khoa học, một tổ chức khoa học, hơn 200 phát minh và bằng sáng chế của ngài, thì cái hệ sinh thái của cái công nghệ này nó có quá lớn không ạ? Và khi chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta tài trợ, chúng ta mua một doanh nghiệp, chúng ta mua một công ty như hiện tại, thì chúng ta phải tìm hiểu cái hệ sinh thái của họ là gì. Đó mới là cái cốt yếu, đúng không ạ? Phải có hệ sinh thái thì cái vốn tiền của chúng ta ngày hôm nay nó đi làm việc, nó mới sinh ra lời nhiều và bền vững được. Phải có hệ sinh thái nhé. Tại sao em chỉ chia sẻ cho các anh chị cộng đồng có hai cái dự án, thứ nhất là Ulisky và thứ hai là Pi-Network không? Bởi vì nó có những hệ sinh thái. Em cũng đầu tư vào cái Solar Group trước, à sau cái công nghệ Ulisky này vài tháng thôi, 3 tháng. Nhưng các anh chị biết không ạ? Lúc đầu em chọn gói 7.000 đô. Các anh chị nha. Nhưng em trả được đúng 1 tháng, em tìm hiểu, em thấy được Ulisky này hơn rất rất nhiều. Cùng một số vốn, chúng ta nắm giữ cái cổ phần, đúng không ạ? Chúng ta phải biết so sánh, nhưng chúng ta phải nhìn cái hệ sinh thái, chúng ta phải tìm hiểu cái hệ sinh thái và cái sự tiềm năng trong tương lai của cái công nghệ này với cái công nghệ đó. Và sau đó có cái sự so sánh đó mà em dừng lại ở cái con số 1 tháng đóng đầu tiên. Em không tài trợ, em không tài trợ nữa. Và kể cả những anh chị em mà nhờ em hỗ trợ về cái công nghệ đó thì có mấy
đâu đó chưa đến chục anh chị em, và họ cũng đầu tư nhỏ nhỏ thôi. Thì em cũng không tha thiết bảo các bạn, các anh, các chị mà tài trợ thêm nhiều đâu, bởi vì em vẫn hướng đến mục tiêu công nghệ Ulitsky này các anh chị ạ. Đó, tức là em dừng ngay, em không đóng nữa. Mà từ đầu năm 2021 đến bây giờ em dừng ngay, em không đóng nữa. Ở đây nếu như các anh chị đang đầu tư ở lĩnh vực khác, nếu chúng ta dừng lại để chúng ta nắm giữ Ulitsky thì chúng ta cứ dừng nhé. Bởi vì chúng ta phải nhìn được cái hệ sinh thái của nó thì chúng ta mới thấy được cái tiềm năng và cái bền vững của nó nhé. Đó, chỉ cần những cái đó thôi là chúng ta là người thông minh rồi, đúng không ạ? Chúng ta là có trí tuệ rồi. Công Quang, em chào chị Thu xinh đẹp, chúc chị buổi tối thật nhiều năng lượng để chia sẻ cho mọi người ạ. Ok, chị cảm ơn Công Quang. Thu ngoài đời dễ thương lắm nha cả nhà ơi. Tôi đã mừng rỡ ôm Thu khi gặp Thu đi học chung K11 ở Hà Nội. À, nha cả nhà, xinh lắm, bình dân dễ gần. Con cảm ơn dì Hà. Đấy. À, ở đây là Thu cũng gặp dì Hà ở cái K11 do em Công và em Thơ tổ chức đấy các anh chị ạ. Đấy, dì rất là năng lượng và dì rất là yêu công nghệ Ulitsky, bay từ trong Tây Linh ra đây để học một cái khóa K11. Đấy, học khóa K11 và gặp gỡ các anh chị em cổ đông khác. Mà dì lớn tuổi rồi đấy chứ không phải ít tuổi đâu ạ. Hơn 70 tuổi rồi. Thế nên chúng ta trẻ như này mà chúng ta bỏ lỡ thì đó là cái gì? Cái rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Rất là đáng tiếc. Thế nên em Thu mỗi hôm em Thu lan tỏa, em chia sẻ là em cũng muốn tất cả các anh chị cô chú là gì ạ? Hãy nắm giữ cho mình thật nhiều cổ phần khi còn có thể. Và hãy gì ạ? Lan tỏa, giúp được ai thì tốt cho người đó. Giúp được một người thì một gia đình giàu có hạnh phúc. Giúp được hai người thì hai gia đình giàu có hạnh phúc. Cho nên chúng ta hãy gì ạ? Làm những điều tốt. Và bản thân em Thu cũng muốn là gì ạ? À, dù nó thế nào chăng nữa, mình cũng lựa chọn cái cơ hội này rồi, mình hiểu được cái giá trị này rồi, mà ở ngoài kia rất nhiều người cần mình. Đó, cho nên em mới tập trung 100% thời gian hơn 3 năm qua là như vậy đấy các anh chị ạ. Hoặc có những đối tác, những cái anh chị tin tưởng em Thu, tin tưởng về công nghệ này, có hơn 3 năm nay mới gặp vừa rồi đấy ạ. Với gặp vừa rồi là em có dịp em lên Tuyên Quang thì em mới gặp, còn nếu không thì cũng chưa gặp đâu ạ. Đấy, mà người ta đầu tư cũng phải triệu cổ phần, hơn triệu cổ phần rồi chứ không phải là ít. À, cho nên là các anh chị thấy không ạ, công nghệ Ulitsky chúng ta làm online ok mà. Tại vì chúng ta bây giờ có cái, tức là cái công nghệ đó là Zoom, để chúng ta chia sẻ màn hình các thứ. Hoặc là trên Messenger cũng thế, chúng ta cũng chia sẻ được màn hình qua điện thoại đúng không ạ. Đấy, ví dụ như là ở Zoom thì chúng ta có thể là chia sẻ Zoom trên máy tính cũng được. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ. Cảm ơn những công nghệ. Và chúng ta đang tài trợ vào công nghệ Ulitsky này, một công nghệ độc đáo, đột phá, và nó lại độc quyền nữa các anh chị nha. Và khi chúng ta kinh doanh mà độc quyền thì các anh chị thấy sướng không ạ? Lợi nhuận rất là cao. Đấy, và nó bền vững hơn. Độc quyền mà không ai làm được cũng giống mình mà. Mà có làm giống chúng ta cũng đi qua 15, 20 năm rồi. Đấy, mãi mãi độc quyền mà đúng không ạ? Chú đầu vào đó hết 11.000. À, chú đầu tư vào đó hết 11.000 đúng không ạ? Chú mừng lại lập tập trung vào gói UST cháu Thu à. Vâng, chúc mừng chú đã tập trung vào công nghệ Ulitsky để chúng ta có những tài sản. Thế thì ở đây không phải là em Thu và có rất nhiều các anh chị em đã cũng tài trợ ở cái bên đó, nhưng mà chúng ta khi hiểu ra giá trị và chúng ta tập trung vào Ulitsky, chúng ta hãy tập trung vào một cái lớn thì nó bằng rất rất nhiều cái nhỏ ngoài kia. Thì việc gì chúng ta phải đau đầu đúng không ạ? Có những anh chị em nói là hãy tập trung vào hãy chia nhỏ số tiền của mình ra để đi đầu tư, kiểu như là người ta gọi là chia ra nhiều giỏ đấy ạ. Nỡ như cái này nó không được thì có cái kia. Đó là cái tư duy ăn xổi thôi thì mới đầu tư như thế. Còn khi đầu tư giá trị dài hạn, sở hữu một cái cổ phần của một tập đoàn giao thông vận tải lớn nhất thế kỷ 21 như công nghệ Ulitsky thì chúng ta cần tập trung vào một nó thôi, đúng không ạ? Và theo dõi cái dòng tiền của chúng ta, cái tài sản của chúng ta hàng ngày đây này, đó mới là người thông minh và người có trí tuệ. Chứ chúng ta đừng dập khuôn là theo cái quy trình là gì ạ? Bỏ trứng nhiều giỏ nhé. Bỏ trứng nhiều giỏ chỉ có những cái người đang ăn sổi thôi. Hoặc sau này các anh chị có những nhiều cổ tức này, của Ulitsky này, ăn không hết, tiêu không hết này, chúng ta có thể tái đầu tư
tái vào đầu tư vào chính cái tập đoàn của chúng ta nếu chúng ta muốn mà chúng ta cảm thấy tiềm năng. Còn khi nó cảm thấy mà nó không còn cái độ tiềm năng hoặc chúng ta có một cái điều gì đó nghĩ khác đi, thì có thể là chúng ta hãy mang đi, chúng ta tài trợ vào cái một cái gì đó ở đất nước Việt Nam chúng ta cũng được, hay chúng ta mở những cái doanh nghiệp riêng của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, khi chúng ta có nhiều tiền rồi chúng ta sẽ làm được nhiều việc là như vậy đấy ạ. Còn ngày hôm nay chúng ta chưa có nhiều tiền, đúng không? Chúng ta hãy tập trung vào một cái đại dương đi, đó chính là Ulit Sky này này. Đó, hãy tập trung vào một cái đại dương, một cái lớn thôi, không phải đau đầu, không phải lo lắng lo toan như trứng bỏ nhiều gió làm gì, đúng không ạ? Mệt lắm. Đó, chúng ta hãy trí tuệ một chút, thông minh một chút. Đấy, chúng ta hãy gì xem lại đi. Đấy, đừng có kiểu trứng bỏ nhiều gió. Có những anh em còn mời Thu tài trợ vào cái MLC này. Đấy, còn bảo là gì ạ? Điện đường trường trạm, đúng không ạ? Nhưng cô chú anh chị ở trong group của em biết là y tế tới đây như thế nào không ạ? Chúng ta biết rồi đúng không ạ? Biết rồi, chúng ta dạy gì chúng ta dây vào nó đúng không ạ? Đấy, tới đây chúng ta có giải pháp, chúng ta đâu có cần phải cái y tế đầu tư cái đấy mà chúng ta biết thông tin rồi đầu tư vào cái mà nó sẽ bị cụt tới đây rồi thì chúng ta đầu tư vào làm gì, đúng không ạ? Chỉ có những người là biết mà cố tình là chỉ có gì nghĩ đến mấy cái phát triển hoa hồng nọ kia thôi, đúng không ạ? Đấy, cho nên là ở đây có những người nha, có chị còn gọi cho em Thu mà em Thu còn bỏ loa to đùng ra để cho mọi người nghe tiếng đó, mọi người xung quanh nghe tiếng mời chào em Thu và làm bên đó thế nọ thế kia lắm. Em bảo không, em biết từ lâu rồi mà em là người biết thông tin về y tế tới đây nó như thế nào rồi, cho nên là chị mời em không đúng người rồi. Mà em nói với chị này, hãy tập trung vào Ulit Sky đi, đừng tập trung vào những cái đó nữa. Còn muốn biết thông tin thì có một hôm khác em sẽ cho chị biết thông tin đó. Cho nên là họ vẫn tiếp tục họ làm đấy, bởi vì họ lại có một cái tâm sân si, họ đi làm cái việc đó họ đâu có nghĩ cho giá trị cho người khác đâu, họ chỉ nghĩ là cho bản thân họ thôi. Nhưng em Thu không làm thế, phải làm sao lợi mình lợi người, và đặc biệt công nghệ Ulit Sky là lợi cho cả chúng sinh. Mình làm một cái mũi tên trúng mấy đích thế tội gì mình không làm, đúng không ạ? Mình đang tích lũy cái phúc phần, đúng không ạ? Cái phước đức cho tương lai con cháu mình phải làm những cái tốt đẹp nhất có thể. Trừ mình không biết thôi, các cô chú các anh chị nhà mình có công nhận điều đó không ạ? Trừ không biết là phải chịu, nhưng biết chúng ta hãy chọn những cái gì tốt nhất, chúng ta đừng lan man nhiều thứ làm gì, mà nhất là chúng ta biết thông tin cái đó sẽ không là mang lại tồn tại mà chúng ta cố tình chúng ta làm, đó là cái tạo nghiệp chứ không phải tạo phước đó. Em này tính em hay nói thẳng lắm ạ. Đấy, mất đằng trước được đằng sau, em không lịnh ai đâu. Cái tính em từ xưa nay em không biết lịnh ai là gì đâu, mà cảm thấy mà ai mà ưa lịnh á mà em không lịnh được ấy, em không có cái tính ưa lịnh, em không ưa lịnh mà em cũng không có cái tính đi lịnh người khác, cho nên là gì ạ, em biết cái người ý chỉ thích những người khác phỉnh, người khác lịnh em tự rời xa ngay, mình gần là mình nhiễm ngay ạ. Cho nên môi trường rất là quan trọng các anh chị ạ. Và hôm nay em chỉ muốn đến các anh chị hãy mục tiêu, và bản thân em mục tiêu ngày mai em chưa đạt 20 triệu cổ phần của công nghệ Ulit Sky đâu. Đấy, em chưa đạt con số đó đâu, nhưng em cũng mong một ngày gần nhất, có thể là trong năm nay mà có những cái thành công đến thì có thể là em đạt cái đó. Và nói thật là rất nhiều anh chị đạt, rất nhiều anh chị đạt. Và em nghĩ rằng nếu như mà thành công một cái, các cổ đông Việt Nam của chúng ta nắm giữ cổ phần nhiều lắm. Đấy, và em vẫn thường nói với các anh chị là nếu như, đúng không ạ, cái đó nó thành công trước công nghệ Ulit Sky thì Việt Nam mình thôi cũng nắm hết sạch cổ phần, đúng không ạ? Thế có phải là sau này Việt Nam của mình sau này, các anh chị biết không, các anh không biết thông tin đâu, Việt Nam của mình sau này cực kỳ tuyệt vời. Cái đất nước Việt Nam của mình là một tài nguyên, là một cái mà cả thế giới đang nhòm vào đấy. Cho nên là nhiều khi người ta gọi thông tin biết trước, thông tin trước hoặc là thông tin là tiền, đúng không ạ? Đấy, chúng ta biết trước chúng ta có sự chuẩn bị. Là em biết trước hơn 2 năm qua rồi. Mà các anh chị biết không ạ? Khi lúc đầu em cũng như các anh chị em khác thôi, chưa hiểu lắm thì chưa tin đâu. Nhưng đúng mùng 10 tháng 3 2023 vừa rồi, dương lịch nhá, ngày dương lịch ấy. Đấy, lịch dương ấy, là em mới tin 100% đấy. Và em mới quyết định live stream chia sẻ, lập group lên để giúp các anh chị cô chú là biết trước thông tin là như vậy. Nhưng một số người chưa tin đâu. Đấy, hôm nay vẫn còn có người ở trong group ra đấy, bạn của em Thu đấy.
đó, mình giúp họ nhưng họ không muốn thì họ tự họ ra thôi, bởi vì cái tần số của họ vẫn ở cái 3D, đúng ạ? Họ vẫn sân si, họ vẫn kiểu như là nghĩ cách cũ làm cách cũ, cho nên là họ thấy nó khác, nó lạ quá, nó không giống mình nghĩ, cho nên là họ chưa tin tưởng về điều đó và họ đi ra thôi. Nhưng không sao, đúng không ạ? Đấy, xã hội có người nọ người kia mà. Nên là, cho nên em không muốn diệt thêm người vào, diệt nó cứ vào ra như cái chợ đấy, em không muốn diệt thêm đâu. Và thông tin có phải dễ lấy đâu, 0.01% thế giới thậm chí còn chưa được mới biết thông tin đó cơ mà. Đấy, chúng ta phải trân trọng những cái mà thực sự là chúng ta mới biết đấy, mới biết. Và những cái thông tin chúng ta cần phải theo dõi hàng ngày. Chứ chúng ta ở trong group xong thỉnh thoảng này đột một câu lại hỏi như thế nào, thì vào trong đấy để làm gì cho chật chỗ ra, đúng không ạ? Vào trong đấy để về cập nhật thông tin cơ mà. Cái người đi săn thông tin 1-2 giờ đêm người ta chẳng ngại, ngày nào hầu như ngày nào cũng thế. Còn cái người chỉ việc đọc thôi mà cũng không đọc, xong rồi lại cứ hỏi. Nên nhiều khi bảo là ở trong đấy để cho chật chỗ hay sao. Thế thì em thu cũng là mục tiêu 20 triệu cổ phần tới đây. Và em cũng muốn các anh chị hãy đặt mục tiêu cho mình đi. Và 1 triệu cổ phần là chúng ta có 1 triệu đô trong tay rồi, chứ không ít, đúng không ạ? À, ít nhất là 1 triệu cổ phần là được 1 triệu đô trong tay. Đấy là con số nhỏ nhất. Giả sử con số nó mà lên 10 đô, đúng không ạ? Và em chưa tính 10 đô đâu. Em chỉ tính con số nếu như chúng ta đã được gì ạ? À, cái chữ gọi là có mã định danh rồi đấy, mã định danh chứng khoán đấy. Chúng ta đã có mã đó, chúng ta phải biết là nếu như ở cái sàn Nasdaq ấy, quy định phải đủ tiêu chuẩn 4 đô thì chúng ta mới được lên cái sàn đó, tức là tối thiểu 4 đô nhá khi IPO ấy. Thế thì 4 đô các anh chị, các cô chú ngày nay có 1 triệu cổ phần là ngọt ngào có gì ạ, 4 triệu đô rồi. Thế thì có đúng là ngày hôm nay họ bảo là gì ạ, làm gì có cái chuyện như thế, hôm nay nắm giữ 1 triệu cổ phần đã có 4 triệu đô là thế nào? Họ không tin, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là em chia sẻ, em lan tỏa cũng tùy từng đối tượng, tùy từng người, em mới chia sẻ cái con số các anh chị ạ. Thực sự đấy ạ, em chia sẻ có thể là những anh chị là giáo viên, những anh chị là làm công nhân, các em làm công nhân thì em chia sẻ cái con số nhỏ thôi, 100.000 cổ phần thôi, 1 đô chúng ta đã có 100.000 đô. 100.000 đô bây giờ nó tương đương với là gì? Xấp xỉ 25, mình cứ gọi tròn là 25 đi. Thì có đúng là chúng ta được 2 tỷ rưỡi rồi không ạ? 2 tỷ rưỡi với cái công việc truyền thống đến bao nhiêu năm mới tích lũy được? Nhưng 100.000 cổ phần ngày hôm nay, hầu hết các anh chị đều cố gắng được. Kể cả những người ví dụ như là gì ạ? Thu nhập thấp nhất, đúng không? Đấy. Nhưng mà đối với 1 triệu cổ phần thì rất nhiều người làm được điều đó. Và 1 triệu cổ phần là 1 triệu đô trong tay. Đó là con số thực, con số ít nhất. Nếu như các anh chị có phiếu 1 trên 100 thì cái con số 1 triệu cổ phần nó chỉ tầm xấp xỉ là gì ạ? 250 triệu thôi. 250 triệu Việt Nam đồng. Cốp một cái, ký nhận cổ phần một cái là chúng ta có bao nhiêu ạ? 1 triệu đô trong tay ngay lập tức, đúng không ạ? Tài sản mang tên chúng ta đấy. Thế nhưng mà ở ngoài kia kinh doanh truyền thống bao giờ mà có, đúng không ạ? 250 triệu không còn phải đi buôn bán, phải đi vận hành nhức đầu lát óc ra, đến bao giờ có triệu đô? Cho nên cơ hội nó là như vậy. Cơ hội khi ít người tin và ít người biết đến thì đó mới là cơ hội. Còn nếu như mà nói chỗ này ai cũng biết, ai cũng có cổ phần rồi thì lúc đó nó IPO rồi, nó không còn cơ hội của chúng ta nữa rồi. Nó ít nhất là 4 đô rồi, đúng không ạ? Hoặc là lên sàn có thể là nó mấy chục đô, hàng trăm đô như các anh chị đang đoán đấy ạ. Thì chúng ta làm gì còn cửa để nắm giữ 1 triệu cổ phần của cái công nghệ này nữa. Một cổ phần cũng rất là cao rồi, đúng không ạ? Đó, cho nên là ở đây các anh chị phải biết là những cái công ty công nghệ đã trôi qua rồi, nó thấp nhất nó cũng trên chục đô rồi, chứ đừng nói là một ngành giao thông vận tải của Ulisky này nữa, đúng không ạ? Một tổ chức khoa học được, nói thật ra nó vô cùng lớn, nhưng mà kể ra những người chưa bao giờ biết đến công nghệ này thì người ta đâu có tin, người ta chưa tin đâu ạ. Kể cả những người giỏi
đây điển hình có dì Hà đấy, đúng không ạ? Dì Hà có những đứa con, à, các anh các chị rất là thành công rồi, nhưng mà họ đâu có hiểu, bởi vì họ không bỏ thời gian là tìm hiểu, họ tập trung, họ giỏi ở lĩnh vực của họ thôi. Đó, như tối hôm nay đấy, em nói chuyện với một người bạn em là giáo viên ở Lạng Sơn đấy. Bạn ấy vẫn ngơ ra, bạn nghĩ không, chưa tin đâu. Nhưng cứ để thời gian cho bạn nghiên cứu, đúng không ạ? Nhưng cứ nghiên cứu đi, đã bảo rồi, công nghệ này chủ tịch nghiên cứu gần 50 năm rồi, bắt đầu mới phát hành cổ phần gốc đấy. Mình không phải nghiên cứu đâu, mình chỉ tìm hiểu thôi, xem nó ra làm sao, có phù hợp với mình hay không ấy thôi. Chứ mình không phải nghiên cứu đâu, mình nghiên cứu mình để trở thành nhà khoa học nữa thì ai nắm giữ cổ phần, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải lựa sức mình và biết mình đang ở đâu, mình cần cái gì cho nó nhanh, đỡ phải lòng vòng, đúng không ạ? Em chào chị Lơi nhá. Tập đoàn này lên ít nhất là phải 50 đô trên một cổ phần USD cháu nhé. Đấy là cái sự hiểu biết và giá trị khi chú cháu mình hiểu rồi. Nhưng nói trên live này, những người đang muốn giúp những người chưa có lỗi một cổ phần, chưa bao giờ tìm hiểu một lần nào với công nghệ Ulysky, thì chúng ta hãy nói với họ là cái con số thực là 1 đô, đúng không ạ? 1 đô thôi, và cố gắng nắm giữ 1 triệu cổ phần, có 1 triệu đô trong tay để dưỡng già, rồi tạo cho mình một cái sổ hưu, đúng không ạ? Và có những anh chị em ngày hôm nay rất là trẻ, em nói thật với anh chị, con nhà em năm nay với có hạn đọc học đại học năm cuối, thì 1 triệu cổ phần của con của em, cháu có 1 triệu cổ phần rồi, thì các anh chị khi IPO vài 3 năm tới, đúng không ạ, sang năm con thi đỗ đại học xong, tức là hết năm nay, tức là sang, tức là cái giữa năm sang năm rồi, đúng không ạ? Thi con thi đại học xong và con bươn trải với công việc của con, chẳng hạn 1 năm đi, đi học những cái kinh nghiệm ở ngoài đời, ngoài xã hội đi, ngoài thị trường đi, sau đó là khi IPO thành công thì con nhà em đã có một cái gì ạ? Có một cái tài sản rồi, có một cái sổ hưu rồi, thì có đúng là 22, 23 tuổi đã gì ạ? Em cho là 25 tuổi đã nghỉ hưu rồi không? Thế là đời con mình sẽ hơn mình rồi. Em này ví dụ em 4 năm em mới được nghỉ hưu, đúng không ạ? Thì con nhà em có 25 thôi, tương đầu nó nghỉ hưu trước mình là 25 cơ mà. Đấy, cho nên là khi chúng ta có tư duy thì con nó cũng có tư duy, cháu nó cũng có tư duy là như vậy đấy ạ. Thế dại gì, đúng không ạ? Dại gì mà chúng ta bỏ qua. Chào em Thu và các cổ đông Vesti. Vâng, em chào anh Sơn Niêm nhé. Anh Sơn Niêm ơi, anh ở bên Mỹ sắp có cái ấy rồi đấy. Em đoán là Mỹ sẽ có trước Việt Nam. Mỹ sẽ có trước Việt Nam. Đó, sẽ được những cái tới đây rất là hạnh phúc. Dân của chúng ta vô cùng sướng. Đấy, các anh chị thấy không ạ? Khi chúng ta hiểu, nhưng chúng ta mà chưa hiểu, đúng không ạ? Thì chúng ta coi những cái thông tin của Ulysky này nó là bình thường mà. Đó. Em đăng bài em làm như thế, bạn của em vẫn hỏi, ngay tối hôm nay vẫn hỏi là thế cậu làm gì đấy, mà biết cả em live stream rồi vẫn bảo cậu làm gì đấy. Thế thì bạn hỏi thế thì em phải trả lời thôi. Ô, tớ xong rồi em trả lời, sau đó bạn bảo thế thì tớ chẳng biết gì cả, tớ cứ nghĩ là bạn bán cái gì đấy. Các anh chị thấy là người ta đâu có quan tâm, người ta vẫn quan tâm cái công việc của người ta thôi, người ta đâu quan tâm. Cho nên chúng ta cứ phải chia sẻ nhá, chúng ta lan tỏa, chúng ta chia sẻ, chúng ta không nói ra không ai biết, đúng không ạ? Chứng thực một điều, nếu như chúng ta không nói thì không ai biết, không lan tỏa thì không ai biết. Livestream suốt như thế, hơn 3 năm qua như thế, các bạn biết em livestream rồi, các bạn biết em đi giúp cộng đồng làm cái công việc đi đây đi đó rồi, nhưng các bạn ấy cũng đâu có quan tâm đâu, tại vì em chưa chia sẻ cho các bạn ấy, đúng không ạ? Và có những bạn chia sẻ rồi còn chưa dám cơ. Thế còn nhiều các cô chú lớn tuổi lại alo nhờ em cơ. Thế có đúng là không phải là căn cứ chúng ta giỏi hay chưa giỏi, không căn cứ chúng ta nhiều tuổi hay ít tuổi, căn cứ vào tư duy, đúng không ạ? Và sự khao khát thay đổi cuộc sống. Ở đây chú Thắng hơn 60 tuổi, nhưng dì Hà hơn 70 tuổi cơ, chị Nơi hơn 50 tuổi cơ. Và tất cả các anh chị em như anh Sơn Niêm này cũng thế, đúng không ạ? Các anh cần xấp xỉ 50 và hơn 50 hết rồi. Và chú Thắng hơn 60 đấy, dì Hà hơn 70 rồi. Nhưng tại sao là người ta lại hiểu ra, mà những người trẻ hơn 30, hơn 40, nhiều người ngoài kia lại chưa hiểu ra? Bởi vì họ không quan tâm, họ không tìm hiểu, cho nên họ chưa có sự khao khát thay đổi cuộc sống. Họ chỉ khao khát theo cái gì ạ?
quán tính, nghĩ thoáng qua thôi, nói cho nó vui miệng thôi. Họ thực sự không khao khát từ cái đáy lòng đâu thì họ mới không để ý. Còn nói thật với anh chị nhé, nếu như thực sự khao khát, tự mình đi tìm cơ hội, đó mới là gì ạ? Cơ hội của họ. Đúng không ạ? Và nhiều lúc em rất là tự hào, em lại nghĩ là thế nhưng nhiều người chả biết gì cả mà mình giúp được họ để họ hiểu ra, thế mình siêu nhân ra phết chứ ạ. Đó. Nhiều lúc lại cứ nghĩ tức là động viên mình như thế và có động lực để giúp nhiều người hơn. Và đâu đó là không ít những lời từ chối đâu. Từ chối đủ các kiểu luôn. Hơn 3 năm qua em thấy là có những lời từ chối, mà từ chối nhiều, những cái từ chối cũng vô lý lắm. Họ nghĩ họ là ai? Mình đang lan tỏa, mình chia sẻ giúp họ mà. Họ nghĩ họ là ai? Nhiều khi họ lại cứ kiểu như là cái tôi họ cao mà. Họ nghĩ họ đang có điều kiện rồi mà. Họ đang nghĩ họ đang ở mức an toàn rồi mà. Cho nên họ không quan tâm. Và có thể là họ nói những cái câu cảm thấy nó không phải là xúc phạm, nhưng mà cảm thấy nó khó chịu ấy. Ta đây đó, cái tôi cao mà. Cho nên là những người đó, cái thành phần đó là em bỏ qua. Đấy, bạn vẫn là bạn, anh em vẫn là anh em. Đúng không ạ? Nhưng chỉ giúp những người, kể cả em gửi thông tin thế. Có những người em tự dưng em có một cái gì nhỉ? Một cái kiểu những cái duyên ấy. Em kết bạn xong em gửi những cái thông tin tới đây của các quốc gia trên thế giới đấy ạ. Cái luật mới tới đây ạ. Nhưng mà họ có đâu có quan tâm, mà bảo thôi không cần gửi cho anh những cái đó. Anh không quan tâm đến cái việc đó đâu. Anh đang sống ở hành tinh này cơ mà. Tới đây có sự thay đổi và trong đó có anh cũng cần phải biết mà. Mà đây cái duyên em ấy gửi cho chứ. Chứ đâu có phải tự dưng là em rảnh hơi đâu, có phải ai em gửi cho thông tin đó đâu. Thế nếu anh không thích thì thôi em không gửi nữa, em đỡ phải mất công gửi. Em bảo thế đó. Ông may quá lại bảo thế thì đỡ phải gửi đúng không ạ? Sao không bảo ngay từ lúc đầu đi, bây giờ mới bảo. Đấy, cho nên là nhiều khi cái lòng tốt mình đặt không đúng người, không đúng chỗ cũng thấy mình tổn thương các anh chị ạ. Nhất là các cô chú mà lớn tuổi đúng không ạ? Cảm thấy rất là tổn thương là khi mình lớn tuổi rồi mà mình chia sẻ, mình giúp, đang giúp họ, mà họ nhiều khi họ ít tuổi mà họ lại nói những cái câu cảm thấy là để mình tổn thương ấy, là mình không có cái giá trị ấy. Đó. Đấy là chú nói là khiêm tốn so với tập đoàn lớn nhất thế giới và thế kỷ 21 gì nhỉ? Thế giới đúng không ạ? Thế kỷ đúng không ạ? Thế kỷ 21. Đấy. Công nghệ 4.0 cháu nhé. Vâng, cảm ơn chú. Đấy là mình cứ nói cái con số. Mình nhìn những cái con số của những cái công ty công nghệ đã trôi qua rồi đúng không chú? Thế mình làm hiểu và mình sẽ tìm hiểu những công ty khác nó đã thành công. Thế nhưng mà nếu như mà những cái công ty mà như công nghệ Ulica của chúng ta chưa thành công thì chúng ta mới có cơ hội để nắm giữ cổ phần đúng không ạ? Thế chúng ta nó đang tên là cổ phần chúng ta, đó mới là cơ hội của chúng ta. Nhưng khi nó đặt tên là anh chàng cổ phiếu rồi ấy, thì lúc đó không còn là cơ hội của chúng ta nữa, mà cơ hội của những người tài phiệt, những người của giới siêu giàu cơ. Người ta lên sàn, người ta mua hàng nhiều chục triệu đô cơ. Đúng không ạ? Thế thì thay vì thế, ngày hôm nay ta bỏ ra số vốn nhỏ thôi. Tùy theo cái tài chính của chúng ta nắm giữ gói nhỏ thôi. Khi IPO nó giá trị thực của nó lên sàn, lúc đó thị trường định giá mà. Nhiều người biết đến, nhiều người mua đến nó, thì đương nhiên là thị trường định giá. Và lúc đó chúng ta mới là người giàu chứ, và siêu giàu chứ. Thì chúng ta đợi thành công mới đầu tư, thì lúc đó vốn lớn lắm thì chúng ta làm gì có, ít người có lắm đúng không ạ? Lớn tuổi thông minh nha, hy vọng sẽ gặp Thu khi có cổ tức nhé, vui lắm. Vâng gì à, đấy thì cháu mình sẽ có ngày gặp nhau. Chú hôm mùng 2 tháng 12 chú vào tiếp thêm gói 5K. Cháu Thu à, vì cháu chia sẻ chú sốt hết cả ruột. Cảm ơn cháu nhiều. Cháu ơi, cháu không chia sẻ là cháu không phải là để cho các chú sốt ruột đâu, bản thân cháu cũng sốt ruột lắm chứ. Đúng không ạ? Thế nhưng mà không nói ra thì đâu ai có biết đúng không ạ? Bởi vì thông tin, cập nhật thông tin mà. Mà em Thu cũng thông báo cuối live rồi nhá, bây giờ cũng rất là muộn rồi. Em Thu xin chia sẻ một chút và thông báo với tất cả các anh chị em cô chú mình nhá. Chuẩn bị Tết rồi đúng không ạ? Năm nào chúng ta cũng được bên công ty tặng quà. Những cái gói ưu đãi. Và ngày hôm nay những anh chị cô chú nào là chuẩn bị đi để chúng ta gì? Mua. Và chúng ta sở hữu khi cái số vốn của chúng ta nhỏ, nhưng chúng ta được nhiều cái tài sản, nhiều cổ phần hơn.
Và các anh chị em, những cô chú ngày hôm nay biết đến công nghệ Unikai thì nhanh chóng lên, nhanh chóng tìm hiểu để kỹ đi. Khi lửa tháng nữa, đúng không ạ? Khoảng lửa tháng nữa là chúng ta biết tin là chúng ta sẽ được mức chiết khấu bao nhiêu rồi, là chuẩn nguồn bao nhiêu rồi, đúng không ạ? Thì lúc đó chúng ta sẵn sàng tài trợ và nắm giữ cái sở hữu những cái cổ phần, những cái tài sản của chúng ta bao nhiêu, lúc đó chúng ta có sự chuẩn bị trước rồi. Và em thông báo luôn trước là như vậy nhá. Đó, chắc chắn là có quà Tết rồi các anh chị nhá. Và ngày hôm nay đã là mùng 4, mùng 5 rồi. Hôm nay là mùng 4 đúng không ạ? Không có gì thay đổi, mai mùng 5 rồi. Thế thì còn khoảng độ 10 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ biết là sẽ được mức chiết khấu là bao nhiêu. Đó, quà Tết chắc chắn là sẽ có ưu đãi rồi. Đấy, nhưng mà các anh chị còn có một có khả năng nhá. Đến hết tháng 12 này không còn cái phiếu VIP nữa đâu. Đó, các anh chị lớn, à các anh chị có vốn lớn ấy thì chúng ta hãy cố gắng trong tháng 12 đi để chúng ta vào câu lạc bộ VIP đó để chúng ta nắm giữ những cái cổ phần ưu đãi nhá. Đấy, khi nó còn ưu đãi, gói 500.000 đô ấy. Đúng ạ? Có 12 tỷ rưỡi đấy. Là chúng ta được mức chiết khấu 1/200. Đúng không? Đấy, cho nên là ưu đãi ý là cao nhất rồi đấy ạ. Cho nên là chúng ta hãy tận dụng. Đó, cho nên người giàu lại càng giàu đấy chồng ba xem. Đấy, những cái gói 500.000 đô là siêu siêu giàu. 500.000 đô là bây giờ là có 100 triệu cổ phần mà. 100 triệu đô ngay trong tay rồi. Đúng không ạ? Chúng ta có cái lợi nhuận mà chúng ta có cái ít nên hàng rất 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 nhiều lần thì như vậy. Đó, bỏ ra có 12 tỷ rưỡi mà được luôn là 100 triệu đô. Đấy, nói con số, nói buông thõng như thế không ai hiểu đâu. Người ta sợ chạy mất dép, sợ xanh mất mèo luôn, đúng không ạ? Mặc quần chun có thể tụt luôn đấy. Chạy nhiều quá dép có thể đứt luôn đấy. Bởi vì người ta chưa biết đến cổ phần doanh nghiệp, cái đòn bẩy IPO nó là gì. Nó là cấp số mũ, nó là lớn mức độ như thế nào, đúng không ạ? Chào em Thu cùng cả nhà xem live nhé. Vâng, em chào chị và cũng là kết thúc live stream của em ngày hôm nay. Em cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã cùng em Thu đồng hành suốt buổi live stream. Đó, và em Thu cũng mong là những buổi tiếp theo chúng ta hãy cố gắng lan tỏa thật nhiều hơn nữa. Và nếu như các cô, các chị em, các bạn mà có ý định để chúng ta học live stream hoặc chúng ta có thể là muốn nên giúp người thân của mình, đó, thì chúng ta live stream thì chúng ta hãy đăng ký. Em Thu tới đây sẽ có một cái chuỗi live stream riêng dành riêng cho phụ nữ là lên chia sẻ, lên live stream nhé. Đó là sẽ là những khách mời đấy, lần lượt là những khách mời, và ai đã là người đầu tiên và ai sẽ là người tiếp theo là chúng ta, và có một em sẽ tạo một cái group để tất cả các cô chú, các cô, các chị em mình vào đó để chúng ta chia sẻ giúp cộng đồng nhé, giúp người thân và giúp cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và chúng ta hãy giúp phụ nữ của chúng ta mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Chứng minh được phụ nữ không đơn giản đâu, đúng không ạ? Đó, cháu nói đây chú Thắng đừng giận nhá. Đó, nên là tất cả chúng ta hãy mạnh mẽ lên. Đấy, chúng ta hãy gì ạ? Tự đứng trên chính đôi chân của mình. Và hãy tạo cho mình một cái sức mạnh, một người phụ nữ chứng thực mình là không phải là bình thường đâu, đúng không ạ? Đấy, cho nên chúng ta hãy cố gắng nhé. Và em xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị. Và em xin chào cả nhà nhà mình. Chúc cả nhà nhà mình có giấc ngủ ngon. Và chúng ta liên tục giúp cộng đồng chúng ta. Và nếu như ai tin tưởng em Thu, hãy kết nối Zalo với em Thu theo số 0966091622. Em sẽ hỗ trợ quý cô chú anh chị em nhà mình có cái tài sản giá trị của Unisky. Đấy, có một không có hai trên thế kỷ 21 này đâu ạ. Bây giờ em xin chào và cảm ơn ạ. Xin chào ạ. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.